Dạ, em chào anh chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu đến chị một sản phẩm TV cao cấp của hãng Samsung với kỳ hiệu mã sản phẩm là QA75Q65R để anh chị có thể tham khảo. Như anh chị thấy thì chiếc TV QLED cùng K75in này có thiết kế vô cùng đơn giản nhưng không kể phần sáng trọng và mang lại cảm giác tiện lợi cho các nhà mạng. Có thiết kế màn hình lớn lên đến 75in này sẽ mang những trải nghiệm cộng đồng chân thực như đang diễn ra trước mắt của bạn. Có độ phân giải của màn hình là 4K, có cấp sắc nét cấp 4 lần những TV full HD bình thường khác. Màu sắc vô cùng là rực rỡ và phong phú qua công nghệ màn hình chạm lượng tử và giúp nó có thể tái tạo những vùng tối sáng hơn, vùng tươi sáng hơn qua công nghệ Vision Away. Và TV cũng được tích hợp cho mình bộ công nghệ quá tung HDR 4K cho độ tương phản cao, hình ảnh sắc đẹp và màu sắc rất là chân thực. Và bộ công nghệ quá tung 4K này có thể xử lý tự động tối ưu hình ảnh và âm thanh theo môi trường. Ngoài ra có thể nâng cấp nguồn khác lên gần đặc chuẩn 4K nhất bằng trí tuệ nhân tạo AI hiện đại. TV này cũng được trang bị cho mình bộ công nghệ giúp cho hình ảnh luôn rực rỡ rõ nét ở mọi góc nhìn và hiệu ứng âm thanh vòm của nó rất là vô cùng sống động cùng công nghệ âm thanh Dolby. TV cũng sở hữu cho mình hệ điều hành Tizen OS hiện đại và nhiều tiềm năng tiện ích. Như Samsung trang bị cho mình hệ điều hành độc quyền Tizen cho các dòng Smart TV của hãng với giáo diện vô cùng thân thiện và các ứng dụng vô cùng quen thuộc như YouTube, Netflix, FPT Play và phim cộng. Đi kèm theo đó là một chiếc remote vô cùng thông minh có hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói giúp chúng ta có thể dễ dàng sử dụng các chức năng và dễ dàng thao tác hơn đối với trẻ em và người già, người lớn tuổi. Và ngoài ra thì TV cũng có thể dễ dàng sử dụng khi chúng ta trình chiếu những ứng dụng, những hình ảnh, những clip video ở điện thoại lên TV qua ứng dụng Smartthings và trình chiếu từ các thiết bị iPad, iPhone, MacBook dễ dàng lên qua với chức năng AirPlay 2. Và TV này đang được bày bán ở hầu khắp các kênh truyền máy xanh đến toàn quốc với giá niêm yết là 79.890.000 đồng. Nhưng mua ở thời điểm hiện tại thì giá giảm xuống còn 51.390.000. Kèm theo đó có các khuyến mại kèm theo như là được tặng một Smart TV Samsung UA43N5500, tặng 4 bộ ứng dụng như phim cộng, Click TV, Pop Fit và VTV Cup On, mua 1 trong 2 loa Q60R giá 4.990.000 hoặc Q70R giá 9.990.000, mua một số loa kéo giảm đến 10%. Và máy cũng được bảo hành chính hãng lên đến 2 năm, tháng đầu tiên lỗi rồi mới. Và để biết thêm chi tiết về sản phẩm, các bạn xin vui lòng liên hệ đến Điện Máy Xanh Tuấn An, số 8 Kinh Như Vương hoặc trang web dienmaysanh.com hoặc số điện thoại hotline 1800 1061 để được biết thêm chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn.